Hà Nội này nó rất là dễ. Một phát ở đấy luôn, ở đến cái vị trí của địa chỉ 52 Chùa Hà, nó cắt ngang nhá. Giới thiệu anh em đây là bây giờ chỉ 300 Cầu Giấy, trụ sở chính của tòa FLC. Đấy, cách trước đây là thời anh Trịnh Văn Quyết anh ngồi bên đấy đấy. FLC Group. Bây giờ cả cái tòa anh em đã, ngân hàng đã niêm phong rồi, chính thức là bây giờ là công ty FLC, giờ chỉ còn có công ty máy bay đấy thôi. Em xem gì đấy? Ôi ôi à. Em lên sóng đi nha. Lên, đang lên rồi đấy. Đang lên. Đang lên sóng. Đấy, Thiệp đang ra để tiếp nha. Con đấy là 27 triệu cộng 1 triệu 7 anh em ạ. Chứ con Vision đấy ạ. Còn con vừa xong là 11 triệu. Cái vị trí của 52 Chùa Hà này nó rất là đắc địa anh em nhá. Nó cao tốc đường ga Chùa Hà. 11.500 đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội dùng rất là lâu rồi. Nhưng anh em được cái là vị trí anh em chỉ đi bộ ngã địa chỉ 300 Cầu Giấy, cắt ngang đây đây anh em nhìn ngoài là nhìn thấy địa chỉ 300 Cầu Giấy. Nên vị trí chỗ này nó rất là đắc địa anh em nhé, nó rất là đắc địa nên anh em cũng rất dễ để mà đến mà giao dịch được. Ai ở Hà Nội rất là gần đấy. Rồi tiếp theo anh em nhé, một chiếc A-Black đời 2010 ạ, bản 6 nan, đấy, bản 6 nan, một chiếc 2010 đây anh em nhìn từ những cái này vẫn còn zin theo xe này, hiện tại xe thì đang rút hồ sơ mọi người nhé, hồ sơ về rồi đúng không, hồ sơ đang cầm tay bên nhà em rồi, ra máy con này cũng bị mình báo là 15 triệu nhá, bắn tỉa nhưng mà đồ cơ xe này mình chuyển từ Hà Tĩnh về đấy. Ông em Hà Tĩnh này bảo anh kia là có xe chất lượng lắm, mình để cho anh xe được cái máy móc máy zin nhá, máy zin nguyên bản sơn zin, để sơn mỗi tay sách cho về tỉa mỗi tay sách thôi. Bảo lại yên yên này, máy quá bảo xấu thế em ơi, bảo lại yên hiện nay mẹ thợ là mình làm này nó không đôn hút, bọc lại cái yên xe yên yên mẹ đấy bán đấy, ra ngoài bọc cái yên mang ra ngoài làm. Họ nhà mình làm kém đấy nhỉ. Đây, anh em nhìn này. Nhau nhúm này. Trẻ hay. Trong nó yên rất đẹp nhé, chỉ sứt một tí thôi, gọi là nó sờn tí thôi. Bọc lại yên. Độn mút. Độn lại mút. Anh em nhìn cái pha này, pha zin theo xe này. Anh em nhìn cái xe pha này mới thấy là xe chất như nào. Đây, toàn bộ này, đây là của nó tem zin, sơn zin hết. Đấy. Mình bán là 15 triệu cái xe chất lượng, mình phải tuyển ở trên đây lau các cái này. Ở rất là nhiều anh em trên anh em trên TikTok đang hỏi là địa chỉ của mình ở đâu, anh em cho xin 52 Chùa Hà nhá anh em nhá. Vâng, địa chỉ 300 Cầu Giấy là cắt ngang, anh em cứ search vào FLC Group, trụ sở chính của FLC đấy anh em cứ. Trước đây, thời anh Quyết ở đây anh em cà phê suốt đấy. Ngay đây anh em đi bộ anh, nhưng bây giờ đây anh bây em giờ anh đi vào trong đấy anh nhớ rồi. Anh lắm, anh thèm cà phê lắm, ông hùng nằm này nào học tí làm kém thế, chỉnh kém thế, chỉnh nhiều độ cho mình để chấn chỉnh, bán lại sơn tay sách, bọc lại yên, lau ổ khóa, đánh bóng lau lại toàn bộ cái đồ sần này, lau xe này gốc nó xe chất lắm, xe này mình chuyển từ trong đấy ra thợ cho mình làm nhem nhem, chỉnh nhớ khó là. Xe FI anh em nhá, xe FI 2010 bản 6 nan anh em nhá, máy được cấn còn đánh bóng xe. Đánh bóng các cái nẹp nhá. Kiểu anh đánh, em đánh bóng nẹp. Anh em này là tiết kiệm mọi người, tiết kiệm tự bắn. Nhưng mà làm nền chưa. Đấy như máy gì nhá, chắc cũng máy cực đẹp luôn, con này máy thì cực ngon luôn. Xe đầu tiên mua về nó đẹp như thế. FI mà. Về nhà mình làm phải xấu đi. Được. Đây, tỏi này anh em nhìn thớt thớt lát đẹp này mà. Xe chất lượng mà. Giảm sóc từ trước sau ngon. Nói chung là trước nó mộc thì trông ấy, nhưng mà mình nhìn cái cốt của nó, cái xe này thì nó thật là cái cốt nó rất chất, nhưng mà thợ chưa làm đến hết, đến nơi trốn chưa hết, vì dù sao này nó cái dòng này thì anh em phải qua đấy, máy ngon lắm, để bốc xe chất lượng luôn, mình bán 15 triệu bao hồ sơ nhá anh em, có thể ship toàn quốc. Bơ mới hơi lên tí đấy, cả tăng lốp hơi non đúng cả tăng lốp xong hay là do đấy. Xả bớt bao hồ sơ anh em nhá, 15 triệu bao hồ sơ cho anh em đấy ạ. Mình đã rồi. Mình đâu mà quan trọng nhá. Xem nhà xịn. Anh em đâu? Hệ thống anh em chỉ luôn. 25 triệu 500 bản 2020. Anh em nhá, đây. Em
có trước mình bán ra đây, em đến từ Thành Nam 2020 bản Black Air Edition bản bản số lượng quá. Black clip, Black là tiếng Anh là màu đen. Edition là bản giới hạn nhá. Bản giới hạn, bản này là bản hiếm. Đấy. Bản đắt nhất của dòng clip nhá. Anh em ở Nam Định thì làm con này 25 năm rồi nhá, lên cho anh em 2,5 triệu. Anh em nào vào thị mua. Ba, đây bản LED. Bản LED 2 tầng. Bản này đắt lắm. 48 triệu. Bản này bản Edition Black, tiếng Anh Black là màu đen. Edition là bản giới hạn đấy. Chìa khóa không thấy đâu. 25 năm nha anh em nhá. Cộng. Xe đây em nổ máy. Dưới ạ. Xe trước mình bán ra mới bán trong năm 2023 mình bán là 32 triệu. Đấy nói chia sẻ với anh em thế. Bán cho mấy bạn người thời giá thôi. Thời giá không? Dạy chắc tôi cầm lấy tiếng Nga. Thầy giáo tiếng Nga. Bởi vì ở đối diện khách sạn nhà mình là có bệnh viện mắt Việt Nga. Đấy các bạn ấy người Nga nhé. Bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga đấy. Yên. Nội thất đẹp nhé. Này này, đẹp lắm. Rồi. Cộng 2 triệu rưỡi nha em nhá. Bản 1. Xe gốc thì mình bán ra giấy tờ nghiêm chỉnh xe chính chủ. Đấy, xe cũng gọi là xe không dán ni lông, có sọt sạt tí thôi, nhưng mà riêng cái dòng này thì thấy đằng trước không đi xước đâu. Đây mình để cái tư thế nó hơi trườn thế, cái này đánh bóng đi hết. Xe này anh em để hơi mưa nắng, con này phải dọn. Hàng vừa về. Cho quay về dọn nhé. 25 năm cộng 2 triệu rưỡi anh em. Chưa bao cộng 10 anh em nhá. Con này anh em vừa làm nền xong mới ra nói chuyện nó lâu. 2016 anh em nhé, đời chót, đời cuối cùng rồi đấy ạ. Đấy, bản 110. À. Có thế thì mua cho em 25 triệu. Thôi chờ tí là sang xong này. Rồi, biển 29E đúng ra anh em nhé, 29E210718 ạ. 29E210718 bản 110 anh em nhé, sơn zin máy zin. Đó, những cái dòng này anh em nào có thích đi chở hàng nhiều nhất là đồ em máy zin này, đồ zin này, tam nan zin này, anh em quay cho em cái đầu bò zin, đầu bò hai ốc nha anh em nhé. Đấy, vâng, đời chót ạ, đời cuối cùng rồi. Vâng, bán 19 triệu anh em nhá. 19 triệu giảm triệu. Mười chín triệu đồng anh em nhá, một chiếc Dream Việt Nam 110. Mặt này nó rung. Mặt nó rung em ơi. Tẩy lại. Thôi bán 19 triệu. Thôi bán 18 rưỡi nhá, con này bán 18 rưỡi. Lùi cho anh 1,5 triệu con này. Lùi 1,5 triệu. Xe này không có mấy nhá. Đang ở 1. Xem. 18.500.000 anh em nhá. Anh em chờ một xíu anh kiên thẩm lại giá mọi người nhé. Con này bán 17 rưỡi nha anh em nhá. 17 rưỡi thôi. Sơn zin máy zin quay vòng đi. Bán vừa vừa đấy. Bán 20 triệu. Sơn zin máy zin. 2016 anh em nhá, 110 bán ra 17 triệu 5. Hôm nay là hạ giá nhá anh kia, bằng tốt nhất giá có thể cho anh em rồi. Nên là bán ra cái giá là không chốt đâu, con xe này 16 triệu vẫn mua vào nhá. Vâng. Xe này 16 triệu mình vẫn mua vào bình thường. 15 triệu thì không mua sao được, mua sao 13 14 triệu mua zin đẹp đây này. Vâng. Sơn zin máy zin nhá, zin đẹp màu xanh ngọc. Đấy trong đó mình 17 triệu 500